Alo, xin chào cả nhà. Hôm nay Nhung sẽ chia sẻ cùng với anh chị một món làm cộ với gà. Có lẽ là sẽ hơi xa lạ với một số người. Đó là món gà kho me gừng. Đó. Mọi người đã nghe rất là nhiều là gà kho gừng rồi, nhưng mà gà kho me gừng thì chắc là lần đầu tiên đúng không ạ? Đấy, nhưng mà thực sự là Nhung làm thử và thấy rất là ngon. Nguyên liệu bao gồm một nửa con gà này. Đó, một nửa con gà này. Một củ gừng non ạ. Một củ gừng non và Nhung không thái chỉ giống như là khi kho gừng, mà Nhung thái miếng to như thế này. Đó. Thế và một nửa chai sốt rang me. Đấy, một nửa chai sốt rang me. Và hôm nay Nhung đã dùng hết rồi. Đã chuẩn bị phải mua một lọ mới rồi. Chai sốt rang me. Và tiếp theo đó là một thìa sa tế. Một thìa sa tế đấy ạ. Sa tế tôm đấy ạ. Đó. Thế và hôm nay thì ở trong đây thì không có hạt tiêu, bởi vì là khi mà Nhung chọn gừng thì Nhung sẽ không chọn hạt tiêu nữa, để giữ được cái hương vị của mùi gừng. Và có thêm một nửa thìa đường. Đó. Và đối với món gà rang me gừng thì nó đã có sẵn nước màu của me rồi. Do đó thì mình không cần phải làm nước hàng nữa. Và chúng ta sẽ kho khoảng tầm 20 phút. Và chúng ta cũng không cần thiết là phải kho cạn đâu. Bởi vì cái món này là cái món mà nó lai giữa miền Bắc và miền Nam. Do đó là mình sẽ kho để lại nước vừa để mình có thể ăn với cả rau sống, chấm nước rau sống. Đó, chấm các loại rau sống rất là ngon ạ. Đó, tuyệt vời. Thật sự là nó tạo ra một cái vị ấy, nó ngon hơn hẳn ấy, nó ngon hơn hẳn là cái món gà rang gừng. Các anh chị và các bạn thử mà xem. Và Nhung có sử dụng 3 củ hành và để cả củ như này không đập dập, và mình kho như này để sau này mình có thể ăn cái củ hành luôn. Đó. Người thấy ngon không? Tuyệt vời không ạ? Rất chi là ngon. Và khi mà sau khi mà mình kho khoảng tầm 20 phút cho nó cạn nước thì mới bắt đầu cho một thìa mì, một muỗng mì chính. Còn nếu anh chị mà không ăn mì chính thì mình có thể bỏ qua. Cho mì chính vào thì nó cũng tăng đậm cái vị đậm đà cho món gà rang me gừng này. Đấy. Và bây giờ thì Nhung nếm cái nước vị này, cái này thì Nhung cũng đã kho được khoảng tầm khoảng 10 phút rồi, 5-10 phút rồi. Do đó là nó đã rất là ngấm và rất là thơm ngon. Và Nhung nếm thử cái nước dùng nó. Ôi tuyệt vời. Ngon quá. Mọi người làm thử mà xem. Khác lạ và rất là chắc chắn là rất là đưa cơm luôn đấy ạ. Vâng. Đó. Thế và bây giờ thì rất là đơn giản, chúng ta sẽ đậy vung và đun liu riu. Còn nếu như là chúng ta có thời gian thì chúng ta có thể đảo, vừa kho vừa đảo như này cũng được ạ. Còn nếu như anh chị bận thì mình có thể là mình đậy vung lại và liu riu. Thế Nhung cũng đang tranh thủ cùng nói chuyện với các anh chị và các bạn, cho nên là Nhung sẽ vừa đảo vừa quay đó. Và các anh chị có biết không, cái vị me này này, me, cái vị chua của me ấy, nó hòa quyện với cả sa tế rất là ngon nhá. Rồi suýt nữa quên, Nhung có cho thêm một thìa muối chẩm chéo nữa, và hôm nay không hề dùng mắm nhá, Nhung không hề dùng mắm luôn, Nhung dùng một thìa muối chẩm chéo ạ, không hề có mắm. Đấy, còn đối với món gà rang gừng thì chúng ta có mắm ngon đó. Thế còn đối với món gà rang me gừng này thì là chúng ta lại không sử dụng mắm, mà chúng ta lại sử dụng một thìa muối chẩm chéo ạ. Và bây giờ thì đã rất chi là ngon rồi, Nhung đã có một món gà kho me gừng rất là chi là ngon, đưa cơm, và Nhung sẽ ăn cùng với cả cơm gạo lứt ạ, cơm gạo lứt đen siêu tuyệt vời.
Bây giờ mình sẽ Nhung sẽ rửa rau cải cúc. Và hôm nay chị Nhung cũng mua được mớ rau cải cúc rất chi là ngon. Hai mớ rau cải cúc rất chi là ngon và Nhung sẽ rửa sạch. Sau đó thì Nhung sẽ ngâm muối và sẽ chấm với cái nước gà này. Đó, mình giống như giờ dùng cải cúc như là một cái món rau sống ấy ạ. Đó, ăn với cả cái nước chấm gà sốt me gừng này rất là ngon. Và sau khi mình kho khoảng tầm 12 phút ấy, 20 phút ấy, thì cái gà này nó sẽ mềm, gần như là nó sẽ mềm ra. Bởi vì theo nguyên tắc là khi mà chúng ta kho với me thì bao giờ nó cũng sẽ nhanh mềm hơn là kho với muối bình thường, muối hoặc là mắm bình thường. Rất chi là thơm luôn ạ. Đó, thơm mùi của hành và thơm mùi của gừng, thơm một chút của mùi ớt, của sa tế ớt, rất chi là ngon nhá. Và bây giờ thì cái nước sền sệt này thì Nhung sẽ dùng để chấm rau cải cúc. Và bây giờ Nhung sẽ đi chuẩn bị đi làm rau đây. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video của Nhung. Nếu mọi người thấy hay thì xin vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ giúp Nhung nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo.